À được rồi, trận này thì mình nhảy cuối đường bay chút xíu nhá, cho thương người em ạ. Giống như mấy trận lúc nãy thì chết sớm quá. Ở đây hay ở đây? Mấy chỗ nào bây giờ? Đâu, chỗ nào? Đây, chỗ này đi. Quarry đi. Cái này quarry là khu vực mỏ đá đúng không? À mà em người gốc Trung thế, em có biết tiếng Trung Quốc không? Em á, em không biết, không biết gì cả. Ủa, không biết tiếng Trung Quốc rồi đó. Vâng. Thế mà học tiếng Hàn đúng không? Vâng, em học tiếng Hàn mà. Đâu, thử nói vài câu Hàn Quốc anh nghe xem nào. Thử xin chào cái nào. Xin chào, nói sao em? Anh biết sao không? Vì Hàn Quốc có nhiều sao trai em? Đẹp lắm. Hàn Quốc có nhiều trai đẹp á? À, thế là đi du học Hàn Quốc là để lấy chồng Hàn Quốc à? Đang đấy học đấy, không phải lấy chồng đâu. Nhưng mà sang đùa chứ, xong rồi sao được đấy học ngắm vất trai vả đẹp lắm thì em ạ. sướng lắm. Thật luôn. Ngắm gì đâu, Có thề động lực luôn, đi học ở nước đây. ngoài vất vả lắm em Học của ơi, em không có sướng gì đâu. Hả? Động lực học của em đấy. Động lực học của em á. Thật ra là cũng mệt lắm ấy. Mà em tính đi du học mấy năm cơ? 4 hay là 5 năm? Du học 4 năm. Đấy là tùy theo, nếu mà em học lên thạc sĩ hay tiến sĩ gì đấy thì nó lâu hơn. Úi giời ơi, ghê vậy á. Thực ra Mà em học ngành gì cơ? Em học ngành gì? em cũng định học quản trị kinh doanh mà. Ừ, thế thì cũng đúng ngành với anh rồi, anh cũng học quản trị kinh doanh này. Anh em học học quản trị kinh doanh thì có cần học chết không? Em Có em nghe nói ơi, người triết ta học kêu đầu đầu chết lắm. khủng lắm mà. Không, thật ra là triết học là Mác Lênin ấy, nó cũng nhàn. Đấy, lên lớp thì chỉ toàn chơi thôi. Nói chung là nó sẽ có câu hỏi ôn tập cho em, khá đơn giản. Ừ, thế là em đi học Hàn Quốc thế á, thế thì sang năm đi à? À đâu, phải mất 1 năm học tiếng ở Việt Nam đúng không? Từ đây bây giờ em học rồi thì em học ngay ở trung tâm rồi Ừ. ấy, thì chắc là cũng chỉ mất Ừ, sao đấy? mất tầm nửa năm để học thêm thôi, để mình Nhưng kiểu mà thôi mà. mình Ừ. lấy cái gì nhỉ, lấy cái visa để mình sang thôi. Ừ, ok. Thế đã học chắc tiếng chưa? Cứ học cho nó chắc rồi sang cũng được em ạ. Chưa, mà em mới học được ít thôi. Ít thôi á. Thế em học được những cái từ nào rồi? Thử nói cho anh nghe coi. Thôi, không biết nói đâu, đừng ngại lắm. Ờ thật, anh hỏi để kiểm tra bài cũ luôn nào. Thế hôm qua thầy hay là cô giáo dạy gì? Alo. Ừ, dạy gì á? Ừ, hôm qua thầy cô giáo em dạy cái gì? Không, hôm qua là em đi học toán mà. Hè em học nhiều Hôm lắm, qua em học học toán á? cũng 5-6 môn cơ. Không ít đâu. Ôi, học nhiều ghê vậy. Năm sáu môn á. Thực ra thì em định sang đấy du học ấy, nhưng mà em cũng định thi thử vào mấy trường ở Việt Nam ấy, xem cái lực học của mình như nào. Chứ Ờ còn đúng đâu, rồi. nếu mà đã xác định sang Hàn Quốc học ấy thì chỉ cần cái điểm phẩy của mình cao được rồi. Với cả khi mình ôi, cái thằng nào nhỉ? Ừ, nhưng mà được rồi, bình tĩnh tí anh hỏi nhá. Để giết thằng này cái đã. Anh chưa thấy nó luôn này. Đây, hướng NW ấy, ở trên trên kia kìa. À anh thấy rồi, anh thấy rồi. Thằng này chết chắc rồi. Ơ kìa, nó bắn anh này, nó bắn anh này. Anh hết cả máu luôn rồi. Đây, qua đưa cho bà người Ơ bạn kìa. lấy máu. Rồi cứu anh, cứu anh. Đấy, không để ý để nó bắn chết. Từ À từ đứng gọn mà em ơi. em đưa cho máu đã. Kiểu này chắc chờ nó Đây xuống này, thôi. cho ăn máu đi. Chờ nó xuống ấy. À rồi, ok, thank you em nha. Đây, bơm máu cái đã nào. Công nhận thằng kia bắn ghê thiệt. Hai người mà bắn không lại nó luôn. Nó có hai người mà. À, cũng có hai người á. Nó có hai người mà. Anh tưởng có một người chứ. Chả biết là em nhìn thấy hai người. Ừ, nhưng mà không thấy nó xuống đâu. À, nó đang bắn em này. Đâu vậy? Sao Nó không vẫn ở thấy? chỗ cũ ấy. Hai người thật.
chỗ cũ em ạ. Lên trên này đi. Ok, mình lại chạy lại thôi. Chạy qua bên kia đi em ơi. Tại vì là hiện tại là anh cũng chẳng còn máu nữa cơ. Em cũng hết máu rồi. Thế là mục tiêu của bố mẹ hay là ai mà lại muốn em sang du học Hàn Quốc vậy? Thật ra thì em cũng muốn, mà mẹ em thì cũng muốn. Như kiểu là em thì thế cũng á? muốn sang bên đấy học ấy. Xong rồi mẹ em thì cũng Ừ. cũng khuyên là nên sang đấy học thì thôi. Với cả mẹ em cũng ở bên đấy thì dễ mà. Ừ, mẹ em bên đấy thế dễ còn gì nữa. Thế mẹ em làm gì bên Hàn Quốc? Mẹ em á? Mẹ em thì như kiểu là Ừ. được bảo lãnh sang bên đấy thôi. Nhưng mà được bảo lãnh sang thì mình đi làm luôn ấy. Chứ thực ra Ừ, không đi phải là làm lao luôn động á. bên đấy, mà chỉ là được bảo lãnh sang thôi. À, ok. Thế giờ bố mẹ sống xa nhau à? Vâng. Thế bố em giờ hiện tại đang ở đâu? Bố em đang ở Singapore. Singapore á? Ôi giời ơi, mỗi người một nơi vậy. Thế thì con gái ở Việt Nam. Chán ghê. Ừ, cái này chắc là anh hiểu mà. Thế là em xa bố mẹ từ nhỏ hay là sao? Em xa bố từ nhỏ thôi chứ mẹ em thì cũng chỉ tầm được 3 năm. Xa bố từ nhỏ á? Ừ, ok. Cầm súng FAMAS mà không có tay súng chẳng bắn trúng gì cả. À, anh thấy rồi nha, đúng không? À không phải em ơi, nó chỉ là cái móc câu thôi. Chả thấy đâu à. Thôi đi kiếm đồ thêm ạ, anh hết túi cứu thương rồi. À đâu, đang còn hai túi này. Để anh quăng cho. Ôi Nãy giờ mày nói chuyện anh quên này. em chưa bơm Vẫn thôi. đang còn mà. Này bơm máu đi. Em vào nhà bơm. Ok, để anh ship qua cho. Em có rồi, không phải để đâu. Ừ, ok này. À mà công nhận là nãy giờ anh còn chưa có ba lô nữa cơ. Em không để ý nữa. Ừ, đi thôi. Rồi ok, bây giờ thì anh đã có ba lô 2 rồi nhá. Thật ra là ngày trước trước khi đi học đại học ở Việt Nam ấy, thì anh cũng đang nghĩ rằng là anh cũng sẽ du học Hàn Quốc hay là du học Nhật Bản gì đó, nhưng mà sau rồi anh thấy ấy, thật ra là mình muốn sống ở quê hương mình hơn em ạ. Alo, alo, còn nghe rõ không? Em mà chết rồi, vô thu rồi kìa. Ừ. Thế thì mình chạy thôi, chạy thế nào? Thì anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những cái việc này thì cuối cùng thì anh vẫn lựa chọn việc học đại học ở Việt Nam. Nói chung là học ở chỗ nào cũng được cái mạng, quan trọng là bản thân mình thôi. Ok, chạy vào, chạy vào, chạy vào. Mẹ em ấy thì không muốn em học đại học Ừ. ở Việt Nam, lúc nào cũng chỉ muốn kiểu Vì hai mẹ sao? con ở với nhau ấy. Mẹ em bảo là Ừ, cũng được. nói chung là thích, mẹ em không thích em du học ở Hàn Quốc mấy. Mẹ thích Ừ. là nếu mà đã du học ấy thì du học sang hẳn những cái nước mà nó giỏi rồi ấy, thì nói chung Ừ. là mẹ em thích kiểu như thế hơn. Thì cũng có một thời gian là em không muốn sang đấy du học nữa mà sang 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 Mỹ ấy, nhưng mà nói chung là em kiểu không không thích sang mấy cái đấy ấy, không thích sang bên đấy ấy. À, em chỉ thích trai đẹp thôi đúng không? Thôi em nói giỡn chơi thế thôi. Nhưng mà nói chung là học ở đâu cũng được, quan trọng là cố gắng thôi. À và nếu như là em học đại học ở Việt Nam ấy, chắc là ở thành phố Hà Nội là thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là cũng sẽ gặp anh. Anh ở Hà Nội Ừ, mà. hiện tại là anh đang học đại học ở Hà Nội. Ôi có một thằng kìa, hướng 100. Ở đâu, chỗ nào? Nó đang ra nhà thính nhỉ. À,
Ghê vậy, anh thấy rồi nhá, anh thấy rồi nhá, thằng này, hai thằng em ơi, hai thằng em ơi. Một thằng gục rồi, bắn thằng này nữa này. Bắn thằng này nữa này. Rồi ok xong. À còn một thằng trên đồi nhá em ơi, cẩn thận. Nó trên đồi em ơi. Hai thằng ui. Ô, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi em ơi. Một thằng gục rồi. Trời bắn ghê thiệt đấy. Một thằng gục rồi á. Thế còn thằng nữa đâu? Một thằng gục rồi. Anh đang một máu này. Cẩn thận nó cứu nhau. Ôi chết rồi, nó cứu rồi. Chờ anh xíu. Đeo cây anh lên. Mình chờ nó xuống cũng được mà. Ok cẩn thận, cẩn thận. Làm rồi. Ok, rồi ok anh hạ rồi, còn ai không? Không không, may quá. Đây cứu, cứu nhanh. Cẩn thận nhá. Ok. Máu. Cứ bơm máu cái đã em ơi, bơm máu đi xong rồi lượm đầu sau cũng được mà. Em đang bơm máu này. Ôi giời. Có tám mấy viên mà bắn hết. Sợ thật. Ừ. À, em có thiếu đạn súng trường hay là tụi có thương không để anh ném bớt cho? Có đạn súng trường anh. Đây ok ra bên này. À mà anh cũng hết luôn rồi cơ. Đây chạy lên cái chỗ này đu dây xuống này em này. Thì nó sẽ đỡ bị mất máu này. Súng sát của cái thằng kia lại có cái gì nhỉ? Nó vừa nhập thính ấy. Ừ em xuống dưới đi, xuống dưới chắc là có đầy đồ ấy. Rồi em không đi đâu, em đi sau anh. Chết đấy, sợ lắm. Ừ ok. Nói chung là cái thang này đu cũng nhanh. Cứ chạy lên đây, cứ chạy lên đây, không sao đâu. Ừ, ai bắn vậy? Chắc là kịp đấy mà. Bình thường là có mấy lần là anh chạy xuống từ dưới dốc ấy thì là nó sẽ mất máu cơ. Nên là bây giờ anh khôn rồi, anh sẽ đu dây, đấy. Xuống dưới rất là nhanh luôn. Ok, lại có một thằng đến lượm nhá, hai thằng nhá, cẩn thận nhá. Nó chưa thấy mình đâu, nó chưa thấy mình đâu. Cẩn thận, hai thằng nó đi xe rồi kìa. Em thấy chúng nó không? Em thấy rồi. Bắn luôn. Xuống xe. Xuống xe nhanh. À nó nhảy xuống xe rồi em ơi. Đúng rồi, giết nó luôn. Một thằng thì vẫn đang đi xe nhá. Hình như là một thằng gục rồi em ơi. Rồi ok anh hạ nó rồi. May quá. Ơ còn thanh niên đi xe. Thanh niên xe hình như là bỏ bạn rồi em ơi. Ok giờ ra lượm đồ nào. Đấy hai người chơi với nhau mà thanh niên đi xe lại bỏ bạn rồi. Thế này là không được rồi. Ờ ok em lượm đồ đi. Có túi cứu thương này. Có hai túi này. Ừ ok. Đây chỗ này lại có một hòm xác nữa này. À bên này có đạn súng trường em ơi, khá là nhiều này. Ở bên này em lấy đạn súng trường thì có thể sang bên này. Ừ ok. Nhầm. Ok ạ, bắn gì đấy, bắn gì đấy. Anh lấy đạn súng bắn tỉa này. Rồi ok đi nào. Đi nào. À chỗ này có ba lô 2 này, em có ba lô 2 chưa? Em có ba lô 2 rồi. Ừ thế mình đi thôi. Trận này thì cố gắng top 1 nhá. Qua giờ chơi toàn chết thôi. Ôi
Mà anh ơi, Ừ gì anh em? lớn lên ở Quảng Ninh, sao anh lại ra Hà Nội học? Đấy là anh ra Hà Nội hay là nhà anh chuyển ra Hà Nội? À, bây giờ nhá anh kể cho em. Thật ra anh sinh ra ở Thanh Hóa này. Sau đó thì từ lớp 1 thì anh đã học Quảng Ninh rồi. Ơ kìa, một thằng nhảy cầu kìa, riêng nó đã, rồi anh kể chuyện nhá. Thằng này. Rồi ok anh hạ nó rồi. Nhanh đấy. Ừ, thì là anh lớn lên ở Quảng Ninh, còn bây giờ thì tất nhiên là anh cũng muốn có một cái môi trường học tập tốt đấy, nên là anh ra Hà Nội để học tập thôi. Ôi. Chứ hiện tại thì nhà anh vẫn đang ở Thanh Hóa. Ôi, thằng nào nó vậy? Ok em ơi. Anh đang lượm đồ không để ý này. Đúng rồi, núp cẩn thận vào. Đâu vậy nhỉ? Em thấy nó chưa? Anh chưa thấy nó luôn này. À trên nhà nhá, trên nhà nhá. Ơ không phải, anh cứ tưởng nó nhưng mà không phải em ạ. Không phải, nó ở đâu vậy? Ơ kìa, em bị nốc à? Không kêu anh. Ok. À rồi rồi, nó chạy rồi, hai thằng. Anh thấy rồi, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Giết nó luôn. Đừng cứu, đừng cứu, đừng cứu em Em nữa, bình bắn tĩnh, nó bình đi, tĩnh. đừng cứu nữa. Không sao cả luôn. Em cứ bơm máu đi để anh canh cho. Bơm máu đi để anh canh cho. Cái này mình đang trong bom mà không sao. Lại bắn chết Thằng rồi. này. Ok, ơ chết rồi à, chết sớm vậy. Được rồi để anh trả thù. Thằng này. Giết luôn thằng này trả thù cho em nhé. Thanh niên này. À thằng này đội khác em ơi. Đúng đội khác không? Rồi xong. Bảy mạng. Ừ cố lên trận này kiếm top 1 nào. Nhưng mà một mình anh chơi chắc là hơi khó rồi. Hai thằng kia mà nó đi chung team với nhau thì thôi. Em coi họ anh nhá, thấy thì bảo anh nhá. Tại vì là anh chơi là nó vướng hai bên tay ấy, thì mình phải chạm vào màn hình, nên là mình không có nhìn thấy cái phần hai bên tay. Bên này em nghĩ còn người không? Anh nghĩ là còn đấy. Thế là mình sang bên kia nhỉ? Ô, Thế một luôn thằng bây giờ sang bên kia nào bạn cũng anh gay. nhỉ? Một thằng kia. Đây, đây, đây. Anh thấy nhá, anh thấy rồi, anh thấy rồi. Anh thấy rồi, thằng này. Ok. Ghê vậy, ghê vậy. Ghê vậy, ghê vậy. Rồi ok xong, còn một thằng nữa em ơi. Thôi, bơm máu luôn đi. Ừ anh quên, anh quên. Em có nghĩ là hai thằng này đi cùng nhau không? Em nghĩ không đâu. Anh nghĩ là có đấy, mình chờ xem. Có thể là bạn kia bạn ấy chưa kịp ra luôn. Chắc không đây, còn một người nữa này. Ôi ghê vậy, mình cứ chạy làm vòng như này chắc là không ổn rồi. Anh nghĩ là mình đu dây sang bên kia đi. Thôi. Bơi thôi. Kiểu là anh đu dây cho nó nhanh đấy mà. Ô, có một thằng ở tảng À đá anh kìa. thấy nó rồi. Anh thấy nó rồi, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Chắc là nó chưa thấy mình đâu. Mình cứ lặng lẽ thôi em ơi. Thấy được chưa? À. Nó thấy rồi thì phải, nó thấy rồi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi xong. Wow. Rồi vậy. Ok đấy. Ừ chơi mãi cũng được top 1 rồi nhá.